Xin chào anh em, trên tay mình là Master Easy 120, một trong những sản phẩm mà theo mình nghĩ là sinh đôi cùng mẹ mà khắc chứng với Nokia 1110 Y ngày xưa. Cách đóng hộp thì rất là đơn giản. Thông số kỹ thuật của máy thì chúng ta sẽ có viên pin 800 mAh, camera VGA màn hình 1.77 inch, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 16GB và được nhập khẩu bởi công ty cổ phần Mascom Việt Nam. Máy chính hãng sẽ được bảo hành 12 tháng anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui hộp để thử xem bên trong nó sẽ bao gồm những cái gì. Phía trên cùng thì chúng ta sẽ có một chiếc máy màu xanh ở đây. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một củ sạc và một số sách hướng dẫn sử dụng nhanh. Củ sạc này thì để xem nào. Thường thường những cái củ sạc của máy này nó sẽ có điện ra là 5V và 500 mAh. Chính xác nha anh em, 5V và 500 mAh. Tức là để sạc đầy cái máy này sẽ mất khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ nha. Còn đây là viên pin của máy. Viên pin của máy có dung lượng là 800 mAh và kích thước này hoàn toàn tương đồng với viên pin Nokia BL5C. Tức là trong trường hợp mà máy bị hư hỏng pin thì anh em hoàn toàn có thể kiếm được viên pin này ở ngoài một cách rất là dễ dàng để thay thế. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Máy có màu xanh rất đẹp, bàn phím dạng T9 và làm bằng cao su, độ nảy tốt, bấm rất sướng. Để tháo nắp pin thì chúng ta sẽ trượt từ trên trượt xuống, rất giống Nokia ngày xưa. Bên trong chúng ta sẽ có hai khe SIM tiêu chuẩn và một khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Đó, đây là toàn bộ nội thất. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một camera VGA ở phía sau và một loa ngoài. Bây giờ thì mình sẽ gắn thử viên pin vào để khởi động lên cho anh em xem giao diện của máy như thế nào nha. Máy này thì có phông chữ to và có FM không dây, tức là các bạn không cần cắm tai nghe thì vẫn có thể nghe đài FM được. Đây là một trong những cái tính năng mà rất nhiều các dòng máy Trung Quốc hiện nay đang áp dụng. Tất nhiên là trừ Nokia vẫn trung thành việc là cắm dây thì mới nghe FM được. Mình không thích điều đó từ Nokia. Bây giờ thì mình sẽ giảm sáng của camera xuống để cho anh em xem dây điện thoại nó dễ hơn. Đó thì chúng ta sẽ có danh bạ, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, đa phương tiện, trò chơi, tài liệu và một số ứng dụng. Trong này thì mình có thấy có cả kết nối Bluetooth nữa. Tuy nhiên thì mình không biết nó có giống cái con Coolpad F110i mà mình review cái đây vài ngày không. Tại vì con Coolpad này khi kết nối điện thoại thì nó sẽ có thể sử dụng được như một cái tai nghe Bluetooth. Ngoài ra thì nó có những cái dịch vụ nhắn tin của riêng Master nữa. Báo thức là máy tính này, danh bạ này. Và để mà đến pin thì chúng ta sẽ giữ phím 0 nha. Và để tắt đi thì cũng tương tự sẽ giữ phím 0. Còn phím thăng khi mà các bạn giữ lâu thì là nó sẽ tắt chuông nha. Chuyển qua chế độ rung á, chế độ hội nghị. Thì dưới chúng ta sẽ có cổng sạc, jack cắm tai nghe 3.5 và mic. Phía trên thì chúng ta sẽ có đèn pin. Và cạnh bên tay trái thì chúng ta sẽ có một cái khe nhỏ để có thể luồn dây vào. Máy có trọng lượng tổng khá là nhẹ, cầm rất là thoải mái nha anh em. Và với mức giá 150.000 đồng thì anh em thấy là liệu của nó có đáng sở hữu hay không. Bây giờ thì mình sẽ thử kết nối cái thiết bị này với cái điện thoại Xiaomi của mình để xem là cái Bluetooth của nó hoạt động như thế nào. Theo mình nghĩ thì cái Bluetooth này của máy nó hoạt động là để kết nối với những cái tai nghe không dây để khi mà đi ngoài đường thì các bạn có thể sử dụng được thôi. Chứ mình không nghĩ là nó giống như con Coolpad F110 mà mình từng review cái đây khoảng hơn một tháng. Rồi mình đã kết nối thành công nha. Bây giờ thì mình sẽ thử xem là nó có truyền dẫn cái âm thanh media hay không nha. Bằng cách là vào cài đặt này, sau đó sẽ chọn phần kết nối Bluetooth và kiểm tra đối với Easy 120. Đó, các bạn có thể thấy ở đây thì nó chỉ có contact sharing, tức là chỉ có chia sẻ danh bạ thôi, chứ nó không chia sẻ âm thanh media cũng như âm thanh của gọi. Vì thế thì chắc chắn rằng cái máy này nó sẽ không thể nào biến thành một cái tai nghe như con Coolpad F110 được. Khá là đáng tiếc. Nếu mà có tính năng đó thì mình nghĩ sẽ hay hơn. Mình sẽ check thử một cách là mình gọi điện cho tổng đài cho anh em xem thử nha. Ở con Coolpad F110 khi gọi tổng đài thì cái màn hình con Coolpad nó cũng sẽ xuất hiện cái số tổng đài luôn. Đó, không được nha. Không được nha anh em. Tuy nhiên thì với mức giá rất là rẻ thì theo mình nghĩ nó vẫn cực kỳ đáng sở hữu, anh em thấy sao? Về sản phẩm này thì vui lòng để lại comment phía dưới cho cái video hay thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.